phải hiểu biết để điều tâm tùy pháp nào thích hợp với tâm nên thường dùng. Vì thứ sao nếu tâm không thích hợp tu đối trị vô ích, thế nên khi mới tập và thiền phải nên học tổ chức điều tâm kết hợp tùy thích và học chỉ quán và tịnh mỗi khóa trải qua vài ngày học rồi trở lại từ chỗ tùy cho đến hoàn tịnh tu tập an tâm mỗi khóa trải qua vài ngày như thế đến lâu lâu em hành giả nhắc phải biết pháp nào tu tập với tâm nếu tổ chức thích hợp nên dùng tổ chức an tâm cho đến tịnh cũng như thế tùy tiện ngài dùng tâm theo thứ tự như thế khi an tâm nếu biết thân nhang cơ thể điều tâm đứng và tâm định và khai minh trước sau vẫn an thì nên chuyên dùng pháp này an rất là tốt nên thường thấy đó và theo pháp ấy là được nói về sinh học khôn khéo áp dụng được chịu môn tùy tiện nghi an tâm. Đây là nói tùy tiện nghi an tâm. Cái đường lối tu của đạo Phật không phải là cứng nhắc mà nó là linh động. Chúng ta nghe nói tu thì trước phải tổ chức được tùy thuyết tùy chỉ được quán và tịnh tưởng đâu cứ tự như vậy là tiện rồi, nhưng ở đây có thể có một trường hợp đặc biệt phải là tùy tiện nghi. Trong sáu pháp tu đó, nếu mình tu pháp nào mà nó được an tâm, nó được thanh định thì ứng dụng cái đó lâu dài, và pháp nào tu nó không hợp, nó có những cái bệnh và nó có những trở ngại thì bỏ cái đó qua cái khác. Vì vậy nên trong đây dạy mình khi tập tu luyện diệu pháp môn thì nên trước đó là tổ chức và ban ngày tùy tức và ban ngày rồi chỉ và ban ngày rồi quán và ban ngày tới cái hoàn cũng vậy định vậy cho tập một cái và ban ngày rồi qua cái nào thích hợp cái nào thích hợp nhất thì lấy cái đó tập cho pháp tu chứ không cố định rằng phải tổ chức được theo thứ tự được tùy thuyết của mình. Cái đó là cái đi theo cái đường lối chung, còn cái này là tùy tiện nghi. Nếu mình thích hợp cái nào ứng dụng cái đó có hiệu nghiệm, còn nếu mình không thích hợp thì ứng dụng không hiệu nghiệm. Ví dụ như có người chém hơi thở mà đến đếm hồ nghe nó thuyết nghịch thì mình phải bỏ cái đó để qua tùy thuyết theo hơi thở cho nó thông vân vân. Còn nếu mà tu theo hơi thở mà tâm cứ loạn hoài thì phải dùng chỉ để mà nhìn nó, thì như vậy tùy theo cái nhu cầu, tùy theo cái bệnh của mình mà mình ứng dụng đúng pháp thì như vậy tu có kết quả. Đó là nói tổng quát về những chi tiết. Hành giả tâm được an ổn, an tưởng có chỗ chứng. Thế nào là chứng? Nghĩa là được pháp trì thanh, thô trụ, thế trụ, dược giới dị đáo địa và sơ thiền của văn, các thứ thiền định. Được các thứ, các định rồi, nhớ tâm trụ thông tiến, phải tùy định, thông thiện, tu luyện giữ môn cho khai pháp. Ở đây nói rằng khi chúng ta tu một pháp có kết quả thì tâm mình an ổn, và tâm an ổn thì sẽ có cái chỗ chứng, chỗ đạt được. Thì phải thế nào là chứng? Thì giải thích nghĩa là được pháp trì thanh, thô trụ, thế trụ. Trì thanh tức là khi mình ngồi thiền thì dùng cái phương pháp và tổ chức và thực hiện tức cơ văn thì tâm mình nó được an, được vững, không có cái những cái tướng gọi là khô lòng, hay là không có những cái tướng làm cho mình khó chịu, gọi là được pháp trì thanh, rồi hoặc là thô trụ, hoặc là tế trụ,
tôn trọng thế, à, nó rất là kinh tế. Ví dụ như mình theo hơi thở, thở vô thở ra, nếu vô độ và mình thở vô thở ra mình theo dõi nó được an ổn, nhưng mà hơi thở còn sâu, còn dài và còn mạnh, đến chế độ là nó rất là nhẹ nhàng, nó yên tĩnh, có quan sát cái việc thở nhưng không thở, thì đó là chế độ là được dạy ra là dùng giới gì đó kìa, tức là được cái địa vị hay được cái chỗ đến là ở nơi vực giới mà chưa có được vào sơ thiền vân vân, sắp vào sơ thiền, bởi vì vực giới là chỉ cho cái lúc định mà chưa thoát khỏi được cái dục phải dục sắp lên sơ thiền. Sơ thiền thì nếu mà khi mình nhắm mắt chết được sanh đi qua sắc giới, vì vậy cho nên đây nó dục giới thì đáo địa từ sơ thiền trở lên các thứ thiền định khác, nó từ cái bước đầu này nó đi tới được các định rồi, nếu tâm mình trụ không có tiến thì phải tùy định thâm thiện tu luyện diệu môn cho khai phát tâm mình nó trụ mà không tiến là về. Ví dụ mình được tâm mình an định một vị chỗ một pháp rồi mà nó biết trụ hoài nó không có được tiến lên, nó không có sáng lên, thì mình phải đổi là tiến lên từ luyện diệu môn hoặc là tu pháp hòa và tu pháp tịnh vân vân, dùng mỗi pháp riêng để mà tiến để nó khai phát để vượt qua cái chỗ nó kẹt đó. Hỏi thế nào là định thì định thiền, định thiền không tiến tu được diệu môn kiến khai phát. Hỏi thế nào khi mình tu thiền định không có tiến rồi lại dùng được diệu môn để khai phát đó. Chuyên hành giả mới được pháp trì thân và pháp lô tế trụ, phải qua thời gian mà pháp trải qua thời gian mà không có thanh tiến, khi ấy phải nên thế tâm tu sở biết, thế tâm tu được tâm nó nhẹ nhàng, nó nhỏ nhịp chút nữa sẽ tu sở biết. Sở biết nếu không tiến phải tu vị đích, vì nếu không tiến phải nguyên tâm vì thế tôi chỉ nếu không tiến là ở trong định quán pháp tấm giới nhập quán, nếu không tiến phải hòa quy kiểm soát bổn tâm, và nếu không tiến phải lắng lặng thể định. Sáu pháp này nếu khi được một pháp thanh tiến thì nên theo kéo dùng có thấy là tu khi đã tiến vào thâm thiền định là được hơn cả sở tiếp, bởi vì đây chỉ chúng ta biết khi chúng ta tu mà ví dụ như mình tu sở tiếp mà tới cái chỗ đến nơi mở nó được yên tĩnh không có nghĩ gì khác, từ khi ngồi bắt đầu cho đến khi xả một giờ nửa giờ tâm mình chỉ theo nhớ số từ 1 đến 10 không có sai sót chút nào mà cứ vậy hoài thì nó cũng chưa được, cho nên phải buông nó để mà bước qua tùy đức, tùy đức là theo nhẹ nhàng thôi. Còn nếu tùy đức mình được định rồi nó dừng lại chỗ đó không có tiếng nữa thì phải đi qua chỉ có quán và hoàn toàn định tùy cái pháp nào mà vượt qua khỏi cái chỗ yên lặng đó thì được. Bởi vì nhiều khi tự chúng ta tu có những lúc ngồi yên tĩnh tâm mình rất là thanh tịnh mà sao cứ vì vậy đó không tiến lên được, nên tịnh như vậy mà không có được những cái bước tiến sáng suốt mà cứ yên một chỗ bài thì lúc đó chúng ta phải tiến qua khó khăn đổi để cho nó có sức mạnh nó vươn lên. Bởi vì tu thiền là tốt định, nhưng mà định không phải là chỗ cuối cùng của thiền, định rồi phải vượt qua cái định đó để tiến lên từng bước
ai nói với quý vị thì được sơ thiền. Như quý vị nhớ là trong kinh thường nói, sơ thiền là gì ở trước tâm mình được còn nhiễm ái dục theo sáu trần, thì tới đây mình vượt qua cái dục, lìa hết cái dục, được vui vẻ nhẹ nhàng. Đó là cái bước thứ nhất của sơ thiền. Cho nên dùng từ tiếng Hán là sơ ly thanh, nghĩa là ly tức là lìa dục, rồi lìa được cái ái dục và tâm sanh nghĩa là đó là vượt qua cái sơ thiền. Rồi từ cái được sơ thiền rồi, giờ cần tiến tu thời gian để được an định, không có một cái niệm lăng tâm nào nữa, thì đó là nhị thiền. Nhị thiền là định sanh nghĩ là do cái định mà mình vui vẻ tiếp thu trong đó, đó là bước qua cái cảnh thứ hai. Rồi tới khi định hoài nó cũng là một chỗ bị trụ, cho nên mà phương tây mạnh đó. Cho nên tới cái đoạn kế thì phải bước qua từ cái thứ nhất là lìa dục, cái thứ hai là được định, rồi cái thứ ba thì phải suy nhiều hơn. Rồi tìm kiếm như vậy mà mình tiến lên từng bước chứ còn không có dừng ở một chỗ. Cho tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó là qua được tứ thiền. Mà nếu đến tứ thiền rồi thì từ cái ly tham trí là định tham trí là ly nghĩ nhiều là rồi tới cái thứ tư nữa là được an tịnh. Thì như vậy quý vị cứ thấy tu nó hay dừng ở một chỗ, luôn luôn tiến tình bước một, qua cái đó rồi còn phải tiến lên những cái khó khăn. Có hai cái đường lối người tu thiền muốn được niết bàn. Nếu mình tu được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi cái mình chuyển qua quán pháp lý diệu đế, thấy được lý thứ diệu đế đúng như thật rồi thì đi thẳng vào đường chứng quả a la hán. Còn nếu mà mình tu theo cái đường lối xưa thì tu đến tứ thiền rồi tới thâm chư biên xứ, chư biên xứ, chư tam hữu xứ, thiên thiên tử xứ, rồi qua được diệt tận định. Diệt tận định thì đã chứng a la hán. Cái dạy đường đó thì nó hơi chậm chậm chút, còn cái đường mà từ đường tứ thiền xả niệm thanh tịnh á, rồi thì mình chuyển qua quán về pháp chứ đế, ngộ được pháp chứ đế thì đi tới đó tiến qua là khác, thì đường đó nó tắt hơn. Như vậy để thấy rằng định rồi phải có trí tuệ, thấy được chính thật pháp chứ đế chứ không phải là không, đó là cái hướng đi. Như vậy thì chúng ta tính trường tu rất là phải sáng suốt, phải khéo léo, mà người hướng dẫn tu cũng phải biết trước những cái hướng kiến của người đệ tử để nhắc nhở, thì như vậy nó không có bị trì hoãn, không bị chậm lại. Tướng sở đức đã mất, tiến pháp hiền tùy tính. Ở trong định này nếu không tăng tiến phải kéo trung tâm pháp tùy chỉ quán hoàn định, thì tùy định tiến dẫn dần dần được thông, tùy cảnh đã qua liền pháp chỉ thiền. Chỉ thiền nếu không tiến phải kéo trung tâm pháp chỉ quán hoàn định thì chỉ đứa tiến lành được thông quán tâm khai pháp. Chỉ thiền là thiền định, nghĩa là tới cái chỗ định. Nếu định mà cứ chủ nó hoài cũng không được, cho nên mình phải tiếp tục chỉ quán hoạt định lại để cho cái tướng định nó lành lành càng sâu, rồi cái trí tuệ nó khai phát. Tuy có chỉ pháp mà biết từ nhân duyên sanh, không có từ thánh, chỉ tướng đã qua. Nếu quán thiền không tiến, tu khéo tu ba pháp quán hoàn định,
quán thiện đã biến chuyển đổi lại qua chuyển nhập thông định huệ giác khai phát chỉ biết pháp tướng của tự tâm biết quán và tư dối không thật cũng thuộc vọng tình như biết trong mộng trong đời trong thấy biến đổi trong thọ trở lại phản chiếu một tâm và thiền trải lâu lại không thấy tiếng phải kéo quay lại phản quán một tâm và thể tỉnh sẵn lẽ hoàn thiền đã tiến độ đại hoa thiền pháp tịnh thiền thiền này về niệm tướng quán đã trừ nói năng niệm bạc vô lượng sở lỗi được diệt tâm thanh tịnh thường nhất gọi là tịnh thiền. Bây giờ tôi giải thích lại cho quý vị hiểu đại khái. Bởi vì khi chúng ta được cái quán thiền hay là cái chỉ thiền, chỉ thiền là cái thiền định do mình tu chỉ mà được. Tu chỉ tức là kèm một chỗ tâm nó được yên định. Nếu mình tu chỉ được cái thiền đó rồi thì chúng ta phải kéo thêm để trí huệ nó được khai phát, cho nên phải quán chỉ rồi quán. Như trước tôi đã nói, tu chỉ là để tâm ở mũi thấy nơi đó vô ra mà không theo, chỉ dừng ở mũi thì đó là chỉ. Nếu mình dừng ở mũi tâm định rồi thì mình không phải dừng hoài mà khởi quán. Thế còn nếu dừng hoài thì mình biết cái khu vực định quá cái điên cái rồi ngủ rồi như vậy như thế rồi nên mà vì vậy mà đã bước qua cái thứ kế là quán. Nếu quán một thời gian thì thấy quán thanh quán cảnh nó là chưa hợp chưa dối thấy rõ không nghi ngờ nữa thì mình lại chuyển vào cái khác là biết cái quán này cũng là cái tâm chưa dối không thiệt, nó không phải là chỗ cuối cùng, cho nên bỏ cái quán cũng đã được qua. Và tức là dừng sâu coi cái tâm hay quán nó ở đâu, nó ra sao thì tận cùng nó, đó là quả. Như vậy thì tất cả đều phải qua cái tình và tình cấp để rồi mình trở lại cái chỗ cuối cùng của nó. Thì từ cái quả mình được qua tịnh rồi được thanh tịnh thì đó gọi là tịnh thiền. Tịnh nếu không tiến phải giác đuổi cố tâm thể nhập trên tịnh không, tâm như không, không có chỗ nương tựa, giấy tịnh thiền dần dần thông tịnh, thấu triệt sáng suốt, phát chân vô lậu, chứng đạo tam thừa. Đây là lượt nói, lượt diệu môn, tùy tiện nghi mà dùng, tăng trưởng các thiền, công đức trí huệ cho đến nhập niết bàn. Chỗ tịnh này là cái chỗ quan trọng, đây nói rằng mình được thiền tịnh, tức là sau khi hoàn quán lại cái nội tâm, thấy nội tâm cái chỗ sinh khởi nó từ đâu, dần dần biết nó chưa dối, không có chỗ sinh, không có chỗ diệt thì đi qua cái tịnh. Tịnh là buông hết, trong sạch không có chuyện nào dấy khởi, tâm thường lặng lẽ. Cái tịnh đó rồi mình phải tiến lên, mình phải đuổi cấu tâm thể nhập chân trên tịnh không. Cấu tâm là tức là tâm còn hai những cái diện, những cái ái ở thế gian đó, những tâm đó phải đuổi sẵn hết. Thì chừng nào tâm như người không, không có chỗ nương tựa thì cái tịnh thiền nó mới là được thông tịnh thấu suốt. Như vậy thì đi tới đó có tiếng vô lậu sẽ được giải thoát. Như vậy thì nhờ tu được diệu môn đi tới chỗ cuối cùng là đủ các thứ thiền công đức trí huệ đến nhập niết bàn. Và đó là nói cái khéo léo ứng dụng tu được kết quả. Lại nữa, hành giả trong thời gian tu tập nếu có nội chướng ngoại chướng khởi muốn dẹp trừ được thiên chướng được diệu môn thì lấy một pháp hỏi mỗi hiểu biết áp dụng đuổi nó. Nếu được làm thì lấy đó làm
Vì vậy mình phải hiểu rất rõ sự định có tu mà vướng càng là chuyện như sanh bệnh. Nên đây nói cho rõ rằng nhờ mình tu thiền mà cái sự tu của mình nó dẹp được những nỗi chướng ngoại chướng. Rồi khi muốn dẹp ngoại chướng nội chướng chỉ cần phải cái pháp luật dự môn nó trị nó thôi, chứ không có cần pháp gì khác. Nếu bị bệnh lành đó là phương thuốc. Tôi nói ví dụ khi mình tu thiền mà được cái thiền chỉ, chúng ta được định định thở chóp mũi tâm nó chỉ yên nó lặng, mà mình cứ sai với cái định đó thì bị cái định đó nó làm cho mình mờ mịt. Vì vậy mà phải kiểm tra cái quán quán khá pháp như thiền sinh một hồi thì cái định đó nó bị tan, nó qua cái trí tuệ. Mà trí tuệ quán lâu rồi thì nó trở thành chướng, vì nó là cái hư chối còn động, cho nên phải bỏ cái quạt tìm lại cái manh mối của nó. Thì tóm lại thì tất cả pháp đều tùy theo cái bệnh của chúng ta mà trị. Nếu chúng ta bệnh gì nặng thì áp dụng cái pháp trị đó cho bệnh mạnh để nó có kết quả. Kết quả rồi thì chuyển vào cái khác chứ không có chuyển một chỗ. Đó là kéo phương chủ đề được nhiều Phật pháp môn tùy theo cái hoàn cảnh mà tu. Bây giờ tới cái chương thứ tư là tùy đối trị tu được nhiều môn, cái này đối trị bệnh. Hành giả trong bệnh tam thừa tu hành đạo nghiệp kế hội chân lý đều do trình chứa hiển lý chứ không việc gì khác. Đây nói rõ rằng sở dĩ chúng ta tu thiền mà được kết quả trong các bậc tam thừa, nhị thừa hay là trong cái thanh văn duyên giác bồ tát thừa vân vân, thì trong cái tam thừa đó mà chúng ta đạt được đều do kế hội chân lý mà trừ được các cái chướng, mà chướng mình trừ được thì cái lý đạo nó hiện ra chứ không có việc gì khác hết. Vậy thì cái lý đạo đã sẵn mà vì những cái chướng che khuất, bây giờ trừ được chướng thì lý đạo nó hiện tiền. Vì sao người dị thừa trừ tính trụ bằng gọi là được thánh quả, lại không có pháp nào khác? Kẻ hàng dị thừa là tham lam duyên giác, muốn tiến được thì phải trừ cái tứ trụ quạt, tức là bốn cái quạt làm cho mình phải mắc kẹt á, tức là chiếm những cái trụ địa dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, trụ ái trụ địa, đó là bốn cái thứ quạt. Nói dễ hiểu hơn là tất cả những cái chỗ mà mình mắc kẹt mà mình thấy rõ, mình thấy tất cả cái chỗ mắc kẹt ở thế gian mình vượt qua ở kiếm những cái thực địa, rồi thấy tất cả những cái niệm án dục ở ngoài thế gian mình vượt qua, đó gọi là được trừ cái án dục của cái quả dục. Rồi còn nhiều hơn cái quả sắc, để trừ được cái nhân duyên lấy quả sắc thì đó là qua được cái thứ ba. Rồi còn tâm muốn an trụ nơi một chốn có chỗ được tốt đẹp, được an vui thì đó là đủ hai vị trí để đủ địa, tức là còn cái chỗ mà mình mệt mình đưa. Thực ra nói này thì trên từ nhiều, tôi chỉ đơn giản là chúc cho quý vị hiểu. Thường thường tâm của mình nó có những cái chỗ ưa thích. Ưa thích là những cái trước làm cho mình tu nó không có vượt qua được, làm cho nó trở ngại, làm cho khó khăn cho việc tu. Như bây giờ nói theo cái hiện tượng của tâm lý của con người hiện tại thì chúng ta tu có những cái chướng, mà những cái chướng đó như
người thích ăn ngon, thích tu, rồi thì lâu lâu nhớ đi ăn, để ăn nhớ món ngon này, món ngon nọ, thì cái nhớ đó là cái con đường loạn, nó là cái chướng. Còn người thích sắc đẹp thì ngồi thiền cứ nhớ sắc đẹp, người này nhớ sắc đẹp người kia, đó là cái chướng. Và có người thì lại đưa nghe những âm thanh hay, đưa ngồi thiền mà đâu làm sao mấy những tiếng ca tiếng hát gì kia thì tâm nó chạy theo, nó không có trụ được, thì đó là cái chướng. Như vậy thì tất cả những cái chướng đó là làm cho mình mất cái tâm an tịnh của mình vì chạy theo cái mục đích. Vì vậy là trong các cái vật tu hành phá được những cái chướng thì cái lý đạo hiển hiện. Còn nếu chướng mà phá không được thì lý đạo nó không thể nào mà phải hành được. Đó là nói thế nào thì chỉ vừa thánh quả. Bây giờ nói đến Bồ Tát, bậc đại sĩ Bồ Tát phát sạch càng xa vô minh chướng, hiện bài lý bồ đề cũng không tu pháp gì lạ. Lấy đây là xét mấy người hay giáo dùng lục diệu môn đối trị phá nội ngoại chướng, tức là tu đạo nghiệp chiếm đạo quả là không có đạo nào khác. Thì như vậy cho tới Bồ Tát tu phá cái càng xa hoạt vô minh hoạt đó, càng xa hoạt tức là tất cả những cái mê lầm vô số không có thể tính hết như cát như bụi, thì đó là càng xa hoạt. Thì những cái đó muốn tiến tới thì cũng phải dẹp sạch những cái đó, những cái mê lầm nhiều sức là như thế đó. Để diễn bài cái lý bồ đề thì cái tu cũng không có khác, tức là cũng tu được nhiều pháp môn thôi mà các ngài đã thành Bồ Tát. Như vậy thì xét kỹ người tu được nhiều môn, người đối trị phá nội chướng ngoại chướng, tức là tu đạo nghiệp tiến đạo quả chứ không có đường lối nào khác. Đó là kết thúc cái tu để mà đạt được kết quả thành bậc thánh của vị thừa, thành bậc thánh của Bồ Tát đều dùng lục diệu môn. Thì giờ thế nào là công dụng lục diệu môn đối trị? Hành giả cần phải biết bệnh, biết thuốc. Thế nào biết bệnh? Nghĩa là biết tam chướng. Biết bệnh, bệnh mình thì phải chia ba thứ trầm trọng là tam chướng. Một là báo chướng, hai là phiền não chướng, ba là nghiệp chướng, đó là tam chướng. Chướng là cái gì quý vị biết không? Chướng là ngăn trở, không cho mình tiến, đó là chướng. Như vậy thì người tu thiền bị báo chướng. Báo chướng là cái gì? Tức là thập pháp giới, thập nhị nhập, thiện đời, không thiện, thô động, tán loạn, làm chướng ngại. Thì chỗ này nghe cái gì cũng không hiểu sao. Thập pháp giới là sáu căn, sáu trần và sáu thức. Mười tám cái đó, sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, là sáu thứ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thức chúng ta ý thức. Tám cái đó nó làm trở ngại, nó không có cho mình được yên ổn, thì đó gọi là thập pháp giới chướng. Đó là cái chướng của báo và thanh. Thập nhị nhập, thập nhị nhập tức là 12 trong 18 đó, thì trước lại thập nhị nhập là sáu căn sáu trần, thô động, tán loạn. Nói tóm lại, cái báo chiếu là chỉ cho thân này, chỉ cho cái hoàn cảnh ở ngoài, và chỉ cho tâm thức ở trong, thân, cảnh và tâm thức. Ba cái đó, nó hợp lại thành tâm pháp giới, nó làm trở ngại sự tu, trở ngại sự yên lặng của chính mình, thì gọi đó là báo chiếu. Thường thì hay vì báo là nghiệp báo, nghiệp báo tức là chỉ cho cái thân này. Ví dụ như khi tu mình đưa
an ổn. Nếu tôi bỗng dưng bị bệnh cái rằng cái làm cho thì tu mình được gì để thì đó thuộc thuộc thì báo chứa và mình đang yên ổn tu mà bị cái cảnh trạng bên ngoài, ví dụ như là sát thanh hương vị, đây là cái vị vị là thức ăn thiếu cái ngộ tu không phiền phải không, đương tu mà rồi dự trù có được một cái ít tiền mua gạo để sống tu và tới ngày đó cái tiền để người ta trả đưa thì lúc đó rằng thấy giờ ăn cái ngồi tu như không có bao nhiêu đó cũng là cái báo trước về vị như vậy thì cái tu nó có những cái trước thì những cái trước đó chúng ta biết rồi để kéo vượt qua nó thì đó là thắng và nếu không vượt qua được đó là thua. Nếu như phiền não trước là các thứ phiền não tam tập thật sự chính nhân thì cái phiền não trước này thì quý vị thấy chúng ta tu có mắc kẹt hơn là đương tập tu thiền yên ổn rồi trong nhà có ai sanh cái thật gì đó làm cho mình không vừa ý thì ngay cái bên trước không thì khi đó có tiền quý nhớ người đó làm gì đó là vậy là sai thì quý nhớ hoài ngồi thiền pháp không yên đó là tiền làm trước hoặc giả là ai chậm 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 tức đó ngồi thiền có yên không cũng không yên đó là cái do tham tập tham sân si mà ra trước rồi nó dài nó xa nữa thì thật tiền thật sự đúng không cái đó là chướng ngại mình thì gọi đó là phiền não chướng. Quý vị đây có được phiền não chướng không? Nhiều ít đó thì mình cũng là trầm cảm mà từ giờ nữa có những cái người thay thang nói rằng mình tu thì lẽ ra gia hộ không còn cái chướng nào mình tu mới hay sao mình tu rồi xảy ra chuyện này xảy ra chuyện nọ có nhiều người nói mình chưa tu thì có cáo tu cái mình cáo quá ngoài giờ tôi vừa hay nhé chúng ta tu không có cáo chỉ đáng như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta tu mà có cáo thì như học trò học mà sợ thi thì chết thi. Phải không? Như vậy, nếu không thi thì học trò được lên lớp không? Trừ được bạn này bạn nọ không? Như vậy thì cái thi là cáo, cáo hạnh. Cái cáo hạnh thì mới biết cái sức của mình qua được chứ quá. Thế còn nếu tu mà nó đẹp được cái kia là mình phải làm tới là tết tu được thì như vậy đó thì tu hay không? Cho nên tu thì cần phải biết có những cái dưới mà gần cái dưới đó thì mình kéo vượt qua được nó thì cần cho thắng được nó là thành công của mình tu. Còn nếu gần cái dưới đó mà mình dừng lại là mình thua. Như vậy thì ai tu cũng phải có cái dưới. Thế đừng nói tu có trước là chúng ta có cái tình tham muốn tu để xui một chiều là ta như là thuyền mà đi nước xui gió xui cái hạt trôi không đi thì muốn được để là còn nếu gặp cái gì đỡ hàng thì mình nói tu khó quá cho nên nhiều phật tử tu cứ cầu nguyện phật gia hộ cho con được bình yên để tu phải không. Nếu có người nào bị giam cầu mà để cho con có những thử thách của tu vừa được không? Giam cầu ra thế thì đó không giam chỉ giam cầu được người kia để tu thôi. Nhưng mà người tu thì bảo đảm không có người kia. Thế đó là cái bảo đảm. Bởi vì người kia thì không có tiếng. Nên cứ như vậy mà em tu thì không có tiếng. Cho nên tu thì phải
lịch sử khảo hạch và khảo hạch cũng là khảo hạch của cái thi học trò, mà là những chuyện cáo làm cho mình không có thể xem đường để vượt qua được, mà phải nỗ lực, phải can đảm để vượt qua được, thì cái cáo đó là cái hướng tiến. Cho nên đâu mà gặp cáo thì mình đây là chuẩn bị bước lên mở cửa đó để làm cái toàn để gặp cáo thì sẽ luôn được khổ quá nhé. Đến tôi thì như vậy là suốt đời một chú học trò cứ ngồi lớp một hoài không có thể nói phải có cáo hạnh thì mới có tiếng. Cho nên nói thiếu thì nghe nó hơi ngại, nhưng mà thực ra thì ai cũng phải bị và phải cần vượt qua được nó thì mới thành công. Cái thứ ba là nghiệp chướng, là những chướng đạo ác nghiệp thời quá khứ và hiện tại trong khoảng hay họ báo hay làm chướng ngại tính đạo. Đây là nói về nghiệp chướng, và hồi xưa mình tạo những cái điều không tốt cho nên đời này sinh ra nó bị tật bị nguyền, hoặc là đời xưa mình tạo những cái điều phiền hà đau khổ với kẻ khác, thời này mình tu thì những cái phiền hà đó họ đổ lên đầu mình phải chịu, thì cái đó là cái nghiệp chướng cũ, mình cũng phải cố gắng vượt qua nó thì mình định tiến đến thánh đạo, và không vượt qua nó thì mình không tiến là được. Hành giả trong khi có tiền tam chướng thất khởi, phải kéo nhất chướng của nó, dùng pháp môn này đối trị trừ diệt. Thế nào trong khi có tiền biết tướng pháp chướng xung quanh khởi và pháp đối trị? Một, phân biệt hiển lợi tâm tán động chạy theo các cảnh không tạm dừng trụ, gọi là báo chướng. Tâm phụ động hoa xảo chạy theo các cảnh tán loạn xung quanh như kỷ vượng gặp cây khó và kiềm chế, khi ấy hành giả nên dùng pháp sổ tức điều tâm, chính là để tranh đối trị vậy. Cho nên Phật nói người dư lượng nhiều dạy sổ tức nha. Bởi vì chúng ta ngồi để tu nhiều khi hít vô thở ra đến một, vừa hít để nhớ cái hơi vô hơi ra, vừa đến một hai tới mười, làm việc đó lâu thấy khổ hơi nhập thì mình buông, mình không có biết, mình chỉ theo hơi thở thôi. Nhưng mà khi khởi tâm buông cái số, mình không đến cái gì là nghĩ tính tung, nghĩ dụng chuyện hết, thì phải sao? Thì phải trở lại giữ cái số, làm hai việc, vừa theo hơi thở, vừa để mình thở, để kèm cái chạy của nó. Như vậy thì kéo tôi. Và nếu mà mình buông cái lời nó lung tung rồi, không biết làm sao rồi, cái thả về thì nó thấm, nó hư vậy. Như vậy cho nên cái sổ tức là kèm chế cái tâm nó chạy tung hoành như kỹ như vừa đó để được cái sổ tức. Hai, trong khi ta tiền và tâm cũng hôn trầm cũng tán loạn. Hôn trầm tức là tâm không ghi nhớ mà mình muốn ngủ. Tán loạn là tâm phù động chân đuổi, khi ấy hành giả nên dùng tùy tức kéo nhiều tâm, tùy tức xoay cỏ hơi thở ra vào tâm y nên hơi thở, giúp các duyên thông cho ý không sáng, xoay cỏ hơi thở ra vào trị bệnh vô ký không trầm, tâm lương hơi thở trị bệnh chân đuổi tan xăng. Như này để thì khi nào mình ngồi mà buồn ngủ thì phải dùng cái tâm tùy tức theo thở, tức vô thấy nó rõ từ đâu tới đâu chứ hết, thở ra thấy rõ, chú tâm thấy là vô cùng ra sạch mà không có đến cái chú tâm hơi thở, nhờ chú tâm hơi thở nó quên buồn ngủ. Chứ còn nếu thả đi kim hồi kia thì sao? Cái người ngồi kia
thường thường á, quý vị hay nghe nói rồi khen Phật vài đáp Phật thôi, chợt nghe hết đó là khen Phật và đó là gì cứ khen đầu như vậy. Từ đó rất là dễ thấy, cho nên khi như vậy đó đừng cứ để yên mà phải chú tâm cho nó thành thở, nên thở vô tới đâu nhìn vô giờ để vô chú ý tới sau thở ra chú ý là tới hết, thế là vô ra dịch thường tại nhờ cái chú tâm thì thở nó bớt được cái bụng chứ không phải là bụng ngủ đây vừa ngủ và thả trôi để cho thiên nhiên buộc cảm động và nếu mình dọn theo hơi thở nhìn nó thì mình làm tỉnh thì mình làm tỉnh. Đó là cái chú ý để mình đề chứ mình không chạm được tán loạn như thế. Nên các bạn mà hơi nhẹ nhẹ thì cũng chú ý vào cái hơi thở thì nó sẽ hết khỏi có căng thẳng nữa. Và trong khi tọa thiền nếu biết thanh tâm bực bội hơi thở thô tâm tán loạn lộn xộn khi ấy hành giả phải dùng chỉ buông thả thân thể phóng xả hơi thở kèm tâm bấm đứng giết cát chi lự đó là pháp trị đó. Khi nào ngồi quý vị nghe ra nó trước lên người nó khó chịu rồi thấy hơi thở đó mà nó khò khè yên rồi chúng ta mình cứ tán loạn lộn xộn thì khi đó là buông không có dùng đế không có dùng theo hơi thở mà chỉ xả chỉ là buông xả hết không nghĩ ngợi gì hết buông xả không có kèm không có giữ buông xả ngồi cái đó không thả lại thì lấy cái buông xả đó để thành trị cái bệnh nó chút chút khó chịu thanh cho tâm. Thế nào là phiền não dưới khởi và pháp đối trị? Như vậy thì đối trị cái báo dưới có ba thứ ở trên. Bây giờ tới cái phiền não dưới. Phiền não có ba thứ, pháp đối trị cũng có ba. Một, trong khi tọa thiền tham dục phiền não khởi, chế hành giả nên dùng cửu tử quán, tâm quán môn và pháp hội xã tam đạo cùng hai pháp thắng xứ các pháp quán bất tịnh để đối trị. Nếu mà ngồi thiền đang tùy tức mà bây giờ theo thở ngồi xin nhớ lại những cái ái dục cái lực tâm nó thở nó tưởng nó nhớ không yên thì phải dùng cửu tử quán diễn qua quán cái 36 và trong hai mươi nhớ và tự quán tham dự chết từ khi đắc trở Phật sanh từ quán tới gần là cái nước ngỡ rồi quán cho tới cuối cùng là còn những cái xương khô để thấy cái thanh mà sợ mà gớm thì khiến cho cái ái dục cái đó nó dừng. Như vậy thì cái pháp quán đó để trị cái bệnh phiền não về ái dục như vậy thì có phần đó phải dùng thuốc đó mà trị thì sẽ hết. Hai, trong khi tọa thiền tâm sanh nhớ phiền não khởi, khi ấy hành giả phải dùng từ bi thị xả trong quán môn mà đối trị. Nếu mà khi mình ngồi thiền mà nhớ lại chuyện hôm qua hôm kia thì đến ai mắng mình chửi mình thì lúc đó là sao? Thì cái tâm sanh thẳng nó dấy lên khi tâm sẽ thành dễ lên thì chúng ta phải dùng tâm từ bi, tâm thiện xả, tâm buông nó mà thương ở cái lòng thương như tôi vừa nói. Nếu nhớ người ta chửi với mình thì mình nói là cái người đó là cái người đáng thương. Tại sao đáng thương? Vì họ nói vậy, họ nghĩ vậy, họ không được sáng suốt. Nên mình là được tu sáng suốt thì phải thương những cái người mà tối ấy vì vậy phải từ bi. Rồi giả sử như việc kêu lại nó nói nặng nhẹ lên nó buông hết bỏ hết không quan trọng là nó giả dối chương trình thì là bạn thì nó hết. Vì vậy cho nên cái
khi tỏa thiền mà cái điểm sanh dấy lên đó thuộc về cái phiền não trước, nên mình phải kéo trừ nó bằng quán từ bi thị xã thì sẽ và trong khi tỏa thiền thung thiên là kiến phiền não đời, thế hành giả nên dùng hoàng môn thẳng chiếu thập nhị nhân duyên tam thông các đạo ẩm phá diệt một tâm qua về bản tánh là pháp tối trị. Như vậy thì cái này, cái tu ni này, tu ni tạp ký này nó hơi khó hiểu. Ví dụ như khi ngồi thiền rồi quý vị bỗng nhớ ai đó nói mình tu cái này sớm dai, mình luyện cái kia thì được biết bay lên trên những cái phép lạ, thì lúc đó gọi đó là tà kiến, là tà kiến của vị tu sĩ. Cho nên mình phải dùng cái quan môn, tức là phản chiếu lại cái tâm mình, nghĩ cái phiền não đó, nghĩ cái chuyện tà kiến đó nó ở đâu, quán nó hồ cho nó lành. Còn nếu quan môn mà chưa lành thì phải quán thập nhị nhân duyên và tập trung lên chuyên ngành là những chuyên tức. Còn nếu quán thập nhị nhân duyên không tan thì quán tham không, không vô tướng vô nguyện đó, tất cả các pháp nó không có tự tánh là không, rồi vô tướng tướng nó là chỉ là giả tướng của thiện, đó là vô tướng vô nguyện. Thì mình tu là để tâm sạch chứa trí tuệ sáng, chứ không có mong cầu những cái chuyện gì ở đâu. Như vậy là mình để phá cái tâm tà kiến của mình. Như vậy thì mỗi pháp đều có cái cách đối trị, người khéo tu đối trị được thì trị được bệnh của mình, nếu không đối trị thì trị không được bệnh, mình trị không được bệnh thì mình kẹt tu tiến. Bây giờ tới nghiệp trước, thế nào nghiệp trước và cách đối trị? Nghiệp trước ba thứ pháp đối trị của ba, trong khi tỏa thiền vọng duyên cấu tâm mờ mịt quên hết cả tâm duyên, đó là nghiệp trước ám khởi. Khi ấy hành giả phải dùng tịnh phương tiện niệm tướng thanh phật có 32 tướng thanh tịnh chánh xuất trong tịnh môn mà đối trị. Cái chỗ này tôi đã người tu có phát hiện, trong khi tỏa thiền vọng duyên cái tâm mình nó mờ mịt quên hết cái cảnh tịnh duyên, tức là đương để mình thở mình cũng ngồi sẽ quên đến ruột, không biết làm sao hết. Đó là cái cấu chứa nè, hoặc là mình đương theo hơi thở thì bỗng nhiên sao mình không nhớ trên trên, mình ngồi lơ lửng không biết gì, thì đó là cái hắc ám chứa của đời. Vì vậy cho nên mình phải biết dùng cái tịnh phương tiện, tức là cái tịnh của diệu môn đó mà trình đó, và khi đó mình nhớ là cái đường thanh phật và có 32 tướng, những cái tướng của phật như là cái tay dài, như là tóc này xăm lại vân vân, mình nhớ những tướng đó một hồi thì cái tâm cái ám nó ngon qua sạch đi. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, trong khi tỏa thiền bỗng nhiên khởi nghĩ ác, suy nghĩ tham dục vân vân, không có pháp ác nào mà nhắc nghĩ, đó là tội nghiệp của đời quá khứ đào tạo. Khi ấy hành giả nên niệm là báo thân phật có những khí chủ trí hoàn toàn thanh tịnh và những công đức thường lạc nhã định trong tịnh môn để đối trị. Bây giờ tới cái nghiệp trước này là khi ngồi về rồi bỗng nhiên nghĩ, lúc tu bình thường không nghĩ xấu, không nghĩ vậy, mà lúc ngồi thiền lại khởi nghĩ chuyện đau đau, chuyện hung dữ, chuyện ác độc, chuyện tham lam, đủ thứ chuyện trong đó, nghĩ kèm không được, cứ nhớ hoài những chuyện ác đó, thì lúc đó phải biết đó là cái gì chứa quá khứ của mình là đã tạo, bây giờ nó bị trở lại. Thì mình nên dùng quán cái báo thân của phật, mà báo thân của phật có những gì, nào có những cái chủ trí, tức là cái trí hoàn toàn biết tất cả
cho tất cả những công đức như là và có những công đức thừa và nhã định ở trong tuyến cái đức niết bàn đó, nhớ quán như vậy thì cái bệnh mà nghiệp ác của quá khứ theo đó nó hết. Đó là cái cách thứ hai. Cách thứ ba, trong khi vào thiền nếu có các thứ tướng cảnh giới ác hiện khởi cho đến giác ngạc thanh tâm, đó chính là ác nghiệp trước cho đời này hoặc đời trước đã tạo, khi ấy hành giả nên niệm pháp thân Phật bản định không sanh không diệt, bản tánh thanh tịnh trong tịnh môn để đối trị. Cái chỗ này người tu thiền có những khi mắc kẹt, nên khi mình ngồi thiền thì có các chứng cảnh giới ác hiện khởi đến giác ngạc thanh tâm, đó là ác nghiệp trước do đời này hoặc đời trước đã tạo. Ác cái ác cả ác là thí dụ như mình đưa ngồi thiền bỗng dưng thấy có cái gì như là rắn hoặc là cái gì như những con vật mà mình sợ nó tới, mình thấy như vậy và có người nó thấy ma. À, thì những cái thấy đó là cái ác nghiệp chưa có biết mình nó đến. Nếu mà thấy như vậy rồi thì thanh tâm nó không bất an, phải không? Hồi hộp sợ sệt thì lúc đó thì tiền nó không có được yên, thì mình phải dùng cái quán gì, quán pháp thanh của Phật là bản thân thanh tịnh của pháp thanh. Pháp thanh ở trong sáng thanh tịnh, nhớ pháp thanh Phật trong sáng thanh tịnh thì là loại những cái chướng hình ảnh hoặc là chấn đến hoặc là tha hóa của mình là bạn biết, chứ không có tập trung được những bùi ở trên việc bùi á, mà chỉ quán lại cái pháp thanh thanh tịnh của Phật. Phật pháp thanh thanh tịnh của Phật chính mình cũng có sẵn, nhớ trong thanh tịnh không có một niệm gì dễ khởi thì là lời các cái thứ của bạn. Còn nếu mà mình thấy mình sợ rồi kiếm bùa kiếm chú gì để đập trị nó thì sao? Thì nó đã làm loạn mình rồi, mình đập theo loạn nó nữa, hai cái loạn trị loạn không có hay. Mình học cái nó là loạn thì mình lấy cái tịnh để mà trị như vậy, mà phải quá cái tịnh để trị cho bản thân. Như vậy thì tất cả đây là được nói được nhiều môn đối trị đoạn trừ tham chướng, nếu nói rộng không ngoài 15 thứ chướng thì mỗi cái có 3 thứ chướng tình đáng, mà một nỗi dướng có 3 thứ rồi cũng có 3 các trị tóm lại để ký rõ trị. Bởi vì cho nên tu mà không hiểu thì gặp những thứ chướng cho mình thối tâm, còn hiểu rồi thì mình tu vượt qua. Có nhiều người thường than thôi, bình thường mình thiền Phật thực tế mọi người có cái gì xấu khác, vậy sao khi ngồi thiền mình bất thành nhớ cái điều gì cái nỗi tức lên rồi sân rồi uống hại này hại người kia, mà tại sao kỳ vậy? Lẽ ra ngồi xuống là yên và lặng thì tại sao mình có cái gì đó nhớ lên? Thì đó là cái phiền não trước của quá khứ, từ quá khứ nó còn nó lưu lại, bây giờ nó trỗi dậy, khi nó trỗi dậy mình không kiểm định nó thì nó hoàn thành mình mới tập, chứ không phải tại mình tu mà mấy cái đó nó hiện ra, phải là mình tu hiện ra hay không? Mình tu thì những cái xấu nó làm chứ, mà tại sao mình tu mấy cái xấu này đổ lên là dưới của quá khứ. Quá khứ nó còn tích lũy ở trong cái tạm thức của mình, khi mình tu muốn cho thanh tịnh thì cái đó trở về nó làm cho mất thanh tịnh, đó là cái gì trước của mình. Vì vậy rồi tìm cách trị nó thành là hết, mà hết được cái đó thì nó đi tới giải thoát. Chứ còn mỗi lần nó trầu lên cái mình đầu hàng đó thì sao? Thì cái gì trước còn hoài giải thoát cái nỗi, nên tu là để trị
để giết tất cả những cái bệnh chứa của quá khứ, của hiện tại, chứ không phải tu là để đầu hàng đó, hay là làm thinh bỏ qua mặc nó làm cho ra, không phải vậy. Lại nữa, hành giả trong khi tọa thiền nếu phát các thứ thiền tâm định giải thoát trí huệ khác và các thứ trước khởi phải tìm cứu luật ngôn khôn khéo dùng đối trị các thứ trước thô đế xả trừ chân như thạch tướng tự hiển tam minh tự thông tự phát thập lực tứ môn tự quý tất cả công đức hạnh nguyện chư chư phật bồ tát tự nhiên hiện tiền không do bảo tác nên kinh chép phải thấy chư phật tự nhiên hành mật đạo đó. Như vậy khi chúng ta tu kéo trị được hết những chứng chướng và chướng hết rồi thì tâm thanh tịnh, từ tâm thanh tịnh đó mà nhiệm đủ các thứ tam minh thượng thông thứ vô sở quý của mình nó hiện tiền, cái đó là từ ở tâm nó phát ra chứ không phải ở ngoài ai cho mình. Vì vậy mà nói là lại thấy như là tự nhiên thành Phật đạo, đó là tự nhiên tức là mình tu không ai chỉ dạy gì khác và tâm mình sạch chứa mình sạch thì lúc đó nó hiện lộ, nó hiện ra.